Chuyện uh, vợ chồng tại em đang bị bệnh đó anh Em bệnh rồi gì đây? Em bệnh viêm uh, tử cung Rồi bác sĩ kêu là phải uh, kiên cử đó, Mà chồng em thì không chịu Rồi em mới Từ lúc đó rồi em mới Hai vợ chồng mới lục đục Rồi kiếm chuyện này chuyện kia Rồi cái mới Kiểu như là nhạc, tình cảm nhạc với nhau Em mới nói với Thời chồng điểm em Thời điểm đó lâu chưa em? Dạ Thời điểm đó lâu chưa? Dạ cũng... Gần một năm mà. Tức là mình 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 biết là cái việc đó Lý do đó là tế nhị đúng không yeah. Nhưng mà anh muốn nói rõ cho có thể là cô chú anh chị nghe Thì cô chú anh chị nhiều cô chú anh chị không có hiểu yeah. Tức là vì vấn đề em bị bệnh yeah. Nên em kiêng cử cái chuyện mà vợ chồng yeah. uh, Quan hệ đúng không Đó là theo chỉ dẫn của bác sĩ yeah. Nhưng mà chồng em thì không chịu Chồng em cứ đòi hỏi đúng không yeah. Chính vì cái điểm đó mà từ đó là chồng em nhạt dần Dạ yeah, em Em cũng nhạt lắm Em chỉ muốn là nếu mà ông không còn thương ừ. em thì về Giải quyết chuyện gia đình đi rồi Con cái thì ra tòa xử lý chứ đừng có làm vậy em nhớ con Dạ rồi con xin phép chào cô Anh chào em gái Cô có thể giới thiệu là cô tên là gì? Cô uh, tên uh, Lệ, Tôi thì Lệ <laughs> Cô Lệ hôm nay là Là về đây cùng với con gái đúng không ạ? Đúng rồi Hai mẹ con hôm nay về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Giúp đỡ uh, tìm uh, con, tìm rể uh, với cháu Tìm con rể Con rể với cháu Và cháu ngoại <laughs> Đúng rồi Cô Lệ là nhà ở đâu cô? Ở uh, Đồng Tháp nhưng mà lên Đồng Nai làm uh, nay uh, 8 năm rồi 8 năm rồi ạ Dạ, dạ con xin phép được chuyện trò với con gái của cô nhá. Ừ. Xin phép chào em gái Dạ Em có thể giới thiệu em tên gì? Em tên Bùi Linh Nhi Nhi là Nhi năm nay nhiêu tuổi rồi Nhi? Dạ em 24, ừ. em sinh năm 2000 hai ngàn ha ừ. hôm nay là nhi về đây cùng với mẹ ruột đúng không ạ, dạ. nhờ uh, các anh các chú đội hiệp sĩ người thanh hải là tìm chồng cũng như là tìm con dạ. nhi có thể chia sẻ là chồng uh, em tên gì chồng em tên trần quốc hòa à. còn con em con em tên trần linh Đen lý do gì mà chồng và con em lại bỏ đi dạ, lý do mâu thuẫn gia đình vợ chồng em uh, cãi nhau rồi chồng em mới uh, giận rồi ôm con em bỏ đi Đi lâu chưa em? Dạ đi um, từ ngày 10 tháng 4 10 em, tây. em có thể chia sẻ cái lý do Cái sự mâu thuẫn của hai vợ chồng em là như thế nào Mà khiến chồng em phải dần con đi Dạ là chuyện vợ Chuyện vợ chồng Chuyện riêng tư trong chuyện vợ chồng đó. Rồi uh, với lại chồng em thì muốn đi làm chỗ khác em thì xa cha mẹ em tại từ nhỏ tới giờ em không có xa cha mẹ rồi oh. em mới khuyên chồng á là gán ở với em tới cha mẹ làm hết năm nay cha mẹ cũng nghĩ là rồi gán khuyên chồng em là nữa rồi hai vợ chồng đi làm ăn riêng cha mẹ nuôi con rồi cái chồng em thì không chịu rồi với lại nhiều chuyện ấy rồi lục đục rồi ổng giận em mà ổng muốn đi nhiều lần lắm rồi chuyến này ừ. cái ổng dụ em là đi uh, khám bệnh rồi đi ra uh, bệnh viện em vô em khám rồi cái đi ra là em gọi hoài mà không thấy chồng em. Vậy là tính thời điểm chồng em đi cho tới nay là được bao nhiêu ngày rồi em? Dạ chín ngày. 9 ngày trời rồi đúng dạ. không? Dạ. Như em... cho anh hỏi là trước kia là là em và chồng em là tự quen hay là làm mai mối? Dạ em tự quen. Quen lâu không em? Dạ lâu quen được khoảng khoảng mấy tháng thì mình tiến tới là mình cưới sinh em quen năm 2016 tới 2018 mới cưới và thời điểm lúc đó là lúc em cưới đó là em được bao nhiêu tuổi dạ, em 18 18 tuổi ha và nay là con em được bao nhiêu tuổi rồi em dạ con em 4 tuổi vậy là 18 tuổi cưới nhưng mà hai năm sau mới sinh đúng không cái thời gian ban đầu là mình tìm hiểu kỹ nhau chưa mà mình quyết định tới cái việc là 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 kết hôn giờ tìm hiểu kỹ mình thấy chồng lúc đó như thế nào thì chồng em cũng tính nóng thì em biết ừ. nhưng mà từ khi cưới về rồi cái nhiều chuyện hai vợ chồng không có tiếng nói chung á rồi em mới rồi em giận em cũng nói nhiều cái làm chồng em buồn nhưng mà vợ chồng cũng gán nhịn nhau sống tới giờ rồi cái ổng ôm ổng ôm thất vọng sao nó không biết mà ông bỏ em muốn đi em nè hai vợ chồng cưới về được lâu không thì mình bắt đầu là không chung quan điểm dạ từ lúc mới cưới là đã có cãi nhau nhiều rồi nhưng mà em em với chồng em nhường nhịn cũng sống tới giờ vậy là mới cưới đã là có sự dạ. ừ. không hòa hợp rồi đúng không ạ mình cãi nhau anh hỏi một cái điều tế nhị nhá mình cãi nhau đó là vì cái lý do gì em dạ. tiền bạc hay là vì à, cách sinh hoạt hay là vì như thế nào cái gì cũng có luôn anh có thường xuyên cãi không em dạ không cãi nhau mình xưng hồ sao em ổng thì xưng bài với tôi còn em thì anh với em ừ. vậy là khi hai vợ chồng cưới nhau về là mình ở đâu dạ ở chung với cha mẹ ruột của em à vậy là chồng em ở rể đúng không Dạ không ở ghế tại cái thuê nhà lớn anh. Thì thuê nhà trọ rộng rồi cái ở như tiện ở chung luôn rồi thì... cái nửa về ở riêng. Chứ không có bắt là chồng em ở ghế Không ý anh nói là cái thời gian vợ chồng của em chung sống á dạ. là sống chung với bên nhà nhà vợ đúng không? Dạ. Sống chung hết ba mẹ ừ. em luôn đúng, đúng không? Dạ. Nhà mình đông người không em? Dạ nhà em thì như ở ở lúc mà kết hôn hay sao ý là lúc mà chồng em về sinh sống cùng á dạ đông không là chỉ có cha mẹ em với em với chồng em thôi à là bốn người dạ và cho tính ở cho tới cái thời điểm hiện tại là chồng em bỏ đi luôn đúng không dạ là năm ừ. người là thêm con em nữa rồi, rồi anh biết rồi dạ. vậy là trong quá trình mà sinh sống như vậy thì giữa cha mẹ của em và chồng em có vấn đề gì không dạ không ừ. vậy là chỉ giữa em và chồng của em thôi Dạ. Anh muốn biết cái lý do cụ thể chính xác lý do mà để cho chồng em lần này quyết định là ôm con bỏ đi. Chồng em sợ là ông nói là bây giờ ông ôm con đi rồi mà ông về thì lỡ mà ly hôn thì ông không được quyền nuôi con tại con còn nhỏ. Ông kêu em là chờ chờ từ từ thời gian ông nói rồi em xin lỗi thì ông nói là giờ xin lỗi cũng muộn rồi đợi 5 năm 10 năm rồi ông mới về nhưng mà em có làm điều gì có lầm lỗi không mà chồng em lại quyết định bỏ đi Dạ không Chỉ cãi nhau bình thường thôi anh Cãi nhau là lỗi do ai Cả hai luôn Về vấn đề gì em Chuyện... Thì em cứ chia sẻ đi không sao hết Mình người thật việc thật mà em Dạ Mình nói ra thì anh em cũng như cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết, biết cách biết hướng để mà giúp em được Dạ là chuyện vợ chồng tại em đang bị bệnh đó anh em bệnh rồi, gì đây em bệnh viêm uh, tử cung rồi bác sĩ kêu là phải uh, kiên cử, mà chồng em thì không chịu rồi em mới từ lúc đó rồi em mới hai vợ chồng mới lục đục rồi kiếm chuyện này chuyện kia rồi cái mới kiểu như là nhạc tình cảm nhạc với nhau em mới nói với thời chồng điểm đó lâu chưa em dạ? thời điểm đó lâu chưa Dạ, cũng Gần một năm mà. Tức là mình 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 biết là cái việc đó Lý do đó là tế nhị đúng không yeah. Nhưng mà anh muốn nói rõ cho có thể là cô chú anh chị nghe Thì cô chú anh chị nhiều cô chú anh chị không có hiểu yeah. Tức là vì vấn đề em bị bệnh yeah. Nên em kiêng cử cái chuyện mà vợ chồng yeah. uh, Quan hệ đúng không Đó là theo chỉ dẫn của bác sĩ yeah. Nhưng mà chồng em thì không chịu Chồng em cứ đòi hỏi đúng không yeah. Chính vì cái điểm đó mà từ đó là chồng em nhạt dần Dạ yeah, em Em cũng nhạt nữa tại ông hỏi em rồi em mới nói là vợ chồng mà không hiểu nhau rồi không thông cảm gì đó, rồi em mới ừ. nói là vợ em cũng nhạt Rồi cái ông ừ. mới nói là tại ông ngu ông thương em mà em nhạt Nhưng mà tại vì cãi nhau nhiều quá rồi em giận em nói vậy thôi chứ ý em thì không có muốn vậy Vậy là mới một năm trở về đây thôi Dạ Từ khi mà em bị bệnh Dạ Nhưng mà đúng ra là chồng em phải thông cảm phải thương em nhiều hơn chứ Dạ. đúng không còn em thì em thương rồi em cũng em cũng không có nghe là bác sĩ nữa em cũng không có cử gì Ui hết. trời đó ơi không cử luôn dạ nếu không là em hết bệnh lâu rồi mà nay là kéo dài một năm nữa vì lý do là là em chiều chồng đúng không chồng đòi hỏi nhiều hay sao khổ quá vậy là chồng hay đòi hỏi hả em rồi là 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 em cũng nói nhưng mà chồng không chịu bệnh tình thì em phải kiêng đi chứ khổ thật sự khổ chồng em là làm công việc gì đây em bình tĩnh nha đừng xúc động nha một cô gái trẻ thật sự năm nay mới 24 tuổi thôi tuổi đời còn quá trẻ nào em gái nào nghe ai nào bình tĩnh nào không xúc động nha rồi em gái nào bình tĩnh nào mẹ mẹ vỗ về con đi mẹ 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 vỗ lấy cái vai con đi ừ vỗ vai con rồi bình tĩnh nhá không khóc chuyện gì đến nó đã đến rồi em ạ bây giờ anh hỏi hỏi nè là chồng em làm công việc gì nhà chồng em làm công ty còn em em thì chưa có đi làm là em là ở nhà chăm con phải không dạ còn ba mẹ, ba mẹ là làm gì? Cha mẹ em cũng đi làm công ty nữa Nhưng mà em cũng muốn đi làm mà cha em sợ Con em còn nhỏ quá rồi gãy người đang khiếp Đúng rồi, ba nói như vậy là đúng đấy Ở như? nhà, anh nói thật này, ở nhà chăm một đứa con mà đặc biệt còn nhỏ rất là vất vả Còn vất vả hơn là đi làm công ty đấy em ạ Vậy là em ở nhà chăm con cũng như là cơm nước đúng không? Dạ Dọn dẹp đúng không? Dạ Thật sự cái công việc đấy không hề đơn giản đâu, anh biết mà chăm con nít, chăm con nhỏ thật sự rất là vất vả Vậy là em ở nhà em lo tất cả mọi thứ rồi Vừa chăm con rồi vừa cơm nước rồi Vậy là trong cái thời gian em ở nhà Thì chồng đi làm về Chồng có bao giờ mà chồng tạo cái áp lực gì cho em không? Dạ không Cũng thì từ chuyện vợ chồng rồi sinh ra nhiều cái uh, lục đục quá anh Cũng mâu thuẫn là do chuyện đó từ chuyện đó rồi mới bắt nguồn mấy chuyện khác. Vậy là cái thời gian gần đây hai vợ chồng có hay tâm sự với nhau không? Dạ có nhưng mà tâm sự ra là cãi nhau. Hơn. Vậy là cứ nói một câu là cãi nhau? Dạ. Chồng em là sinh năm bao nhiêu? Dạ một Còn em? Em sinh năm hai thì... ha. Dạ. Vậy là cứ hai vợ chồng cứ nói chuyện câu trước câu sau là cứ cãi. Không cùng quan điểm đúng không? Dạ. Uhm. Anh hỏi thật em tới giờ phút này em còn thương chồng không? Em còn thương. Thương nhiều không em? Em thương nhiều, em mới chịu đựng tới giờ anh. Một cô gái trẻ mà lấy chồng rất sớm, 18 tuổi lấy chồng rồi. Mà tới giờ phút này thì uh, cái tình nghĩa vợ chồng đang trên cái đà giãn nứt đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Những cái ngày gần đây mà trước khi chồng em bỏ đi á uh, là vợ chồng mình là liên tục cãi nhau hay như thế nào em? Dạ, không. chỉ có cãi đêm trước rồi đêm sau thôi. Đêm trước là bữa sau là ổng đi luôn á. Không có cãi gì nhiều chân nói chuyện rồi tới bữa chiều đó mẹ em về thấy em khóc. Rồi con em mới nói là ngoại ơi cha mẹ con cãi nha. Rồi mẹ khóc quá trời. Cái em mẹ em hỏi là hai đứa làm cái gì? Em mới nói là đâu có gì đâu, tại đang nó nhỏ nó nó bậy. Nhưng mà em cũng giấu cha mẹ đâu cho biết đâu có. Tới bữa sau rồi chồng em mới dẫn con em đi vậy đó Cái chuyện mà vấn đề mà vợ chồng giận nhất đó, Có bao giờ chồng em nói là sẽ ly dị nhau không? Dạ không, có chỉ khi ổng đi ổng mới đề cập tới chuyện đó thôi Vậy là mới đây đúng không ạ? Dạ. Từ cái ngày bỏ đi Dạ Có bao giờ chồng em tâm sự rằng là Không muốn ở chung nhà với ba mẹ em không? Và mẹ. muốn ra ở riêng không? Dạ có nhưng mà lúc em em cũng tại em là con ruột đó, rồi cha mẹ cũng hay la gậy em nè rồi cái em cũng muốn ra ở riêng cho thoải mái nhưng mà ừ. em cũng suy nghĩ là giờ cha mẹ già rồi ở chung với cha mẹ cha mẹ vui chứ anh hai không có ở chung nữa chồng có bao giờ chồng tâm sự là chồng nói rằng là khó chịu khi ở cùng với ba mẹ của em không dạ không chồng em cũng chịu ở nữa nhưng mà ông im 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 tới ngày đi rồi ông mới kể ra là ông nói với em á là ở với cha mẹ rồi cái gì cũng nghe cha mẹ hết trơn á đó. đó anh biết mà ở chung đặc biệt là cặp vợ chồng trẻ mà ở chung với cha mẹ dù là cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ ở lâu dài kiểu gì cũng có chuyện đó là cái điều chắc chắn rồi <laughs> thời nay mà cô ạ như thời của cô thì phải làm dâu đúng không đúng không ạ thì dù có chuyện gì thì cũng cam chịu nhưng mà thời nay khác cô ạ ở chung với ba mẹ chồng hay ba mẹ vợ thì một thời gian kiểu gì cũng có chuyện không chuyện này thì chuyện kia cô ạ. Cô công nhận với con không? Giờ là chồng đi luôn. Vậy là tình cảm của mình nói chung là hai vợ chồng là sống với nhau là chắc là ít quan tâm nhau đúng không? Dạ. Ít về ít tâm sự. Có khi là về làm việc ai người ấy làm. Dạ. Có khi ăn xong rồi mạnh ai bấm điện thoại. Có không? Dạ. Mà anh nói đúng không? Đúng. Mình có ăn cơm chung với nhau với gia đình không? Dạ có. Ăn xong rồi như thế nào? Ăn xong rồi em ở ngoài dọn dẹp chồng em thì vô phòng chỉ coi điện thoại Rồi coi xong rồi sáng mai lại dậy đi làm dạ. Rồi về tiếp tục công việc hàng ngày là cứ tiếp đi tiếp lại dạ. diễn ra như vậy Rồi lại dần dần là vợ chồng là lạnh nhạt tình cảm với nhau dạ. Đúng không? Em có bướng không? Em có bướng Bướng hả? Dạ. Nhưng mà... Bây giờ anh hỏi thật em này, trước giờ em có điều gì làm lỗi với chồng em không? Dạ không Không ha Em có xài điện thoại nhiều không? vợ dạ, có tại ở nhà buồn em lúc em chăm con rồi em làm công chuyện xong là em có coi điện thoại coi điện thoại đó là mình chơi những cái gì đây Dạ em có chơi uh, chơi với chồng em luôn Nhưng chơi mà, gì dạ chơi chơi game Ôi trời đó coi rồi. tiktok hai vợ chồng chơi game luôn hả dạ như ừ. là về giải trí lúc rảnh thôi anh ừ chồng em có đề cập ghen tuông về cái việc em chơi tốt tốt không dạ không ổng chơi chơi rồi em mới chơi rồi tới ừ. lúc đi là Ông đem mấy chuyện đó ra, ông nói đó. Ông nói luôn hả? Dạ. Nói sao? Nói là nói mát cha em, tại vì cha em thì không cho em coi điện thoại nhiều, ừ. sợ em bị cận. Rồi. Rồi nói là giờ vợ con, con không cho coi điện thoại nhiều mà nói nó không nghe. Ừ. Là gọi là cái lúc mà đã tức giận rồi là chuyện bé dạ. cũng sẽ thành to. Đúng không em? Dạ. Lúc yêu thương thâm thiết thì... Mà trong khi ở nhà thì anh cho em chơi. Ừ lúc yêu thương thắm thiết thì dù là cái gì to tát cũng bỏ qua hết nhưng mà dạ. khi mà gọi là tức nước vỡ bờ, bờ hoặc là cái tình cảm sứt mẻ rồi gọi là không thích nhau nữa rồi thì cái chuyện bé thì cũng mang ra để nói đúng không? Bây giờ là em vẫn mong muốn chồng em và con em về dạ. để gắn bó tình cảm đúng chứ không ạ? Dạ, đúng dạ, không? Chứ từ nhỏ đến giờ con em muốn xa em. Bây giờ là em em thương chồng nhiều không? Dạ thương nhưng mà em nhớ con Em đang để chồng em cho gặp mà không cho Anh biết mà anh hiểu được cái cảm giác của người mẹ mà Mà đặc biệt con của mình rất là nhỏ Bây giờ nếu mà hai vợ chồng mà thôi nhau anh nói thật luôn Tội nhất vẫn là đứa bé em ạ Và sau này thì à, em có thể lấy được chồng khác Và chồng em có thể lấy được vợ dạ, khác Dạ em có nói với chồng em như vậy mà Ông không chiều về Đúng rồi. không? Nhưng mà đứa bé này nó sẽ lạc lỏng lắm em ạ à. Nó sẽ thiếu thốn một trong hai ở với mẹ thì thiếu tình cảm của cha mà ở với cha thì thiếu tình cảm của mẹ và sau này thì ví dụ như em ở với em em có lấy chồng mới thì cũng có con vậy giờ là con anh con em con chúng ta đúng chưa yeah. hoặc là ở với chồng em cũng như thế đó là cái điều đáng buồn nên anh rất mong muốn rằng là vợ chồng em á vợ chồng em đang là vợ chồng trẻ nếu mà có cái chuyện gì đó mình chưa thể thấu hiểu được nhau cũng như là mình chưa thể có tiếng nói chung thì cố gắng làm sao để mình nhịn nhau đi nhẫn nhịn nhau đi để mình hòa hợp với nhau để vì con được không dạ. em hãy nói một điều gì đó với chồng em đi em nhìn lên đây nào em nhờ em nói với chồng em tâm sự với chồng em đi dạ anh anh có thấy cái video này thì anh dẫn con về với em đi chứ em nhớ con có nhớ chồng nữa không dạ có Nhớ chồng, nhớ, chồng nhớ, nhớ con. con em mới nhờ tới mấy anh đến. Ừ, anh hiểu mà. Rồi là là chính ngày nay là không được thấy con ở đâu đúng không? Dạ. Con là thường thường mến ai nhất em? Dạ mến ông ngoại. Mến ông ngoại nhất hả? Ông ngoại bây giờ đổ bệnh nằm nhà rồi. Trời đất ơi. Khổ quá khổ. Bé rất dễ thương ha Ba mẹ thường thường có hay đưa bé đi chơi không? Dạ không con tại chồng em không có thời gian nên ở nhà con em ở nhà chơi với em buổi chiều thì em dẫn con ra ngoài đường chơi xíu rồi vô. Chồng làm việc cụ thể là bao nhiêu tiếng một ngày em? Dạ chồng em làm từ 7 giờ tới 7 7 giờ sáng tới 7 giờ tối. Là là liên tục là... như vậy luôn. Dạ. Chủ nhật có làm không em? Dạ không. Vậy là ngày chủ nhật rảnh mà cũng là rảnh mà cũng không đưa vợ con đi chơi hả? Dạ tại em cũng không muốn đi chơi nữa ừ. Chứ giờ em cũng ở nhà không ạ Vậy là như em chia sẻ thì anh hiểu được rằng là cái cuộc Cái cái hạnh phúc của vợ chồng em là nó chung dặn rất lâu rồi Đúng không? Dạ Gọi chung là nói chung là có một cái điều gì đó Mà có thể là trong cái câu chuyện này thì cũng có thể là do chồng em hoặc là do em Anh thì anh không có bênh em mà anh cũng không có bênh chồng em Dạ mà bây giờ anh đang... Hai um, bây giờ anh thương nhất là thương đứa bé đây này nó thiếu hơi mẹ này Dạ mấy ngày qua không biết Nó sống sao em không biết luôn Rất khổ Nếu mà Khi chồng em xem được video này Và ẩm con về Nói là bây giờ là Vẫn muốn về bên em Và muốn ra ở riêng thì em quyết định sao đây Không muốn ở chung với ba mẹ em nữa Chồng em muốn là hai vợ chồng em Có cuộc sống riêng Có cái sinh hoạt riêng ấy, Thì em dạ. tính sao đây em để con em cho bên ngoại giữ, cho ông bà ngoại giữ của em đi làm với chồng em. Nhưng mà em cũng có đề cập rồi, nhưng mà chồng em không chịu. Đó anh biết mà, anh biết được ký ý của chồng em luôn. Bởi vì có thể là trong thời gian vừa qua là ở chung với ba mẹ em á, sinh hoạt chung rồi có thể là chồng em không thích nhiều vấn đề, nên chồng em muốn hai vợ chồng mình, hai vợ chồng của em á là có một cuộc sống riêng tư á. Em có biết điều đấy không? Chồng em có gợi ý nhiều lần chưa? Dạ em biết nhưng mà ừ. thì mình à, sao mình không mướn một cái cái trọ ở gần đấy luôn, vẫn gần được ba mẹ. Mình nói gì? chồng riêng. em không chịu, em cũng có nói nhưng mà chồng em nói thôi con nó thương ông ngoại rồi cái mới công đi tới đi lui nữa, tại lúc trước cũng ở riêng anh. Ở riêng rồi như là cũng ở gần đó hai chợ riêng rồi ở gần rồi đi tới lui bất tiện rồi nó mới thuê cái nhà lớn ở. Ừ. như gặp lại chung một cái nhà ở cho nó thoải mái anh hỏi này hỏi một cái điều tế nhị nhá dạ. cái thời điểm mà chồng em đòi hỏi nhiều á mà em có chia sẻ với chồng em là bệnh như vậy á dạ có không. khi nào chồng em lại có người khác bên ngoài không dạ em không biết nhưng mà em nói em có em... thấy dấu hiệu gì kỳ lạ không có thấy chồng bất thường không Dạ không không ha. em có tin chồng em không có tin chồng em một lòng trung thủy với em không dạ tin tin đúng không và em cũng một lòng trung thủy với chồng đúng không chắc chắn không em dạ yeah. ừ chứ anh thấy là nhiều trường hợp mà chồng đi làm vợ nhà chơi điện thoại nhiều rồi xảy ra nhiều vấn đề lắm em yeah. có trong trường hợp đó không có không em yeah, I mean... không đúng không chắc yeah. chắn đúng không vậy là lý do chính chồng bỏ đi là vì hai vợ chồng có thể yeah. là không hiểu ý nhau cũng như là ở chung với ba mẹ em đúng dạ không? với lại ổng giận em một câu là em nói là hai vợ chồng không có tiếng nói chung nên ổng giận em tức là 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 em nói như vậy luôn đúng không dạ thường thường chồng em đi làm về có đưa tiền cho em không dạ có đưa nhiều không em dạ đưa hết luôn ừ vậy là chồng em tuyệt vời mà chồng có nhậu nhẹt không dạ có nhưng mà ít có có, có say xỉn bao giờ không dạ cũng có Vậy là chồng đi làm về là chỉ ăn xong bấm điện thoại Có phụ giúp em việc nhà gì không? nhớ dạ, lâu lâu mới phụ anh ừ. Con có chăm con tiếp không? Dạ không Không ha Vậy là vợ chồng cứ mạnh ai người lấy sống vậy hả? Dạ Ôi trời đất ơi Là không chuyện trò gì với nhau Lâu lâu mới chờ chuyện mà trò chuyện ra là cãi nhau hả? Thế là khắc khẩu hả? Dạ Phải không? Khổ thế Em nhớ con em, em em hãy tâm sự với con em đi nào Em nói chuyện con ơi mẹ nhớ con lắm Bình tĩnh đi em gái Con em nó chưa biết luôn Chưa biết hả Khổ thân chưa Rồi em bình tĩnh nha Cô cho con hỏi Cái cuộc sống hôn nhân của con gái của cô và con rể Thì cô cảm nhận như thế nào thì Bây giờ thấy nó Hai chồng nó cũng hạnh phúc lắm sống chung với nhau mà tôi cũng không ngờ con đi vậy thường ngày thì thường lắm tôi cũng thường con rể kia còn hơn như con ruột kia đó lo lắng cho nó mà tại như nó đi tôi cũng không biết làm sao luôn thường ngày thì mình thấy con gái mình đối xử với con rể ra sao thấy nó cũng vợ chồng nó hạnh phúc anh anh em em không bị gì tôi đi mần thì sáng đi chiều gì sáng đi chiều gì không có thấy cái chuyện gì hết trơn có bao giờ mình chứng kiến được cảnh hai vợ chồng cãi nhau không nhiều khi thì thấy thằng này nó cũng đi nó ôm con nó đi cũng mấy lần rồi nó Ôi trời đi, đất ơi thì anh đi thì tôi cũng chứng kiến được một lần là anh đi rồi thì tôi nói thôi con đi đâu bây giờ con con còn nhỏ con ẩm đi đâu nắng nôi thôi giờ con muốn mà dân con vợ con đó, thì con suy nghĩ lại kỹ đi chứ cha mẹ thương con dữ lắm thương con như con ruột mà mà con đi đâu đi rồi làm sao mà lo lắng được là trong chừng vài tiếng đồng hồ nó trở về Vừa nay không ngờ đâu mà nay nó nó giận mà nó đi cỡ này luôn nè. À. Vậy là trước kia là đi mấy lần rồi hả cô? Có, nó đi nó giận nó thì vợ nó, thì, nó đi cũng mấy lần rồi mà nó cũng trở lại. Có ôm con đi luôn ạ. À? Ôm con đi thì một lần. Lần đó đi lâu không cô? Lần à? đó đi có mấy tiếng đồng hồ à. đi rồi tôi biết thiên là liên nó đi về thôi con dẫn con con về đi. Và cái ta, chuyện Cha Ê... mẹ thì đâu có uh, cái gì đó với con đâu dạ. giận vợ thì thôi ẩm con đi dây lát rồi thôi đi về nó cũng đi về bữa nay mày tưởng đâu vậy ai nhà đi nay chín ngày luôn và cái chuyện lần trước đi thì về làm cô có hỏi lý do vì sao đi không thì cũng có mà nó nó giận vợ nó thôi chút đỉnh vậy đó hai đứa trải qua cái lợi gì chút xíu vậy đó rồi Ảm con đi cho nó thay phản vậy rồi trở về à. giữa cô cũng như là ông xã của cô và con rể của cô có xảy ra một cái xích mích không cái gì không cái đó là ông ông xã thì ông thương rể dữ lắm không nói con rể tiếng nào hết con thương dữ lắm luôn có khi nào con rể buồn phiền vì ở chung mà đi làm vất vả về rồi tiền bạc này kia không không cái đó là mình không biết được cái tâm sự của nó nếu mà nó nó nói ra thì mình mới biết dạ. Còn này nó mang trong cái lương tâm của nó Thành ra mình không hiểu được Chứ cái chuyện gì thì nói ra Thì mình cũng biết mình chia sẻ với nó được Còn này nó không nói Thành ra không biết Vẫn đi nay đi âm thầm lặng lẽ vậy Cô hãy nói một điều gì đó với con rể của cô đi Thì giờ đó, mong con có đi á ẩm con của con đi á, thì vài bữa thì bao nhiêu đây là đủ rồi con ẩm trở lại đi cha mẹ đều mong con về với lắm về đang sống với vợ với con hạnh phúc với nhau Chứ cha mẹ không muốn là con xa vợ cô vậy, cô rất thương con rể cũng như là thương cháu nội đúng không thương lắm à thương cháu ngoại chứ thương con rể rồi thương cháu nội ở cháu ngoại cháu ngoại thì hồi đó giờ sống với mình mình lo từ hồi đó giờ mà con rể thì cũng vậy luôn tức là mình không có mất lòng nhau gì đúng không 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 có mít lòng với con rể một lời nào hết trơn. Trước nhiều kia khi hai hai đứa nó cự cãi thì gầy la la con mình thôi chứ yeah. không nói gì con rể hết. Yeah. ở mặc dù là là con rể là ở chung nhà. ở chung nhà. nhưng mà mình xem như là con ruột và mình đúng chưa rồi. có làm cho con rể buồn phiền điều gì đúng không? không có làm phiền cái gì hết. Ừ, sinh nhưng hoạt. mà nó mang lương tâm nó nhiều khi cự cãi với vợ nó rồi nó giận nó đi đó, thì mình cũng không biết được mình mình, Đi mình... rồi bây giờ mong cho con trở về bây giờ cô là người ở giữa là con hỏi thật cô là cô thấy là con gái nhà mình như thế nào có lầm lỗi gì với con dễ không con gái thì nó nói chuyện với chồng nó không biết làm sao không biết nhưng mà cái vợ chồng nó thì thấy thì hạnh phúc với nhau không có thấy cái gì hết trơn bởi vì con này nó hiền dữ lắm thì vợ chồng như ở trên nhà lục đục thì cứ trải qua một tiếng hay lợi hai tiếng vậy thôi Dạ. trước kia là, là là con gái mình quen là tự quen đúng không cô nó tự quen rồi sau đó thì về xin phép gia đình thì là mình làm đám cưới thời đó mình làm đám cưới lớn đúng không cô ha cũng cũng được nhưng bây giờ như hồi đó thì như gia đình nó bển thì cũng hoàn cảnh thì cũng khó khăn dạ. rồi đằng này tôi cũng khó khăn nữa bị gì mặn công ty mà dạ chế hết chỉ là làm cái đám cưới thôi làm gọi là làm đám cưới để cho quan viên hai họ ừ. à, làng xóm bạn bè biết đúng, đúng không rồi. ạ? Cái cái... như mình thương con thì cái gì mình cũng chăm chế hết cái chuyện này là cái chuyện con rể ôm cháu ngoại bỏ đi ấy, mình có có nó thông báo cho gia đình nhà bên xui ra biết cho cô cũng có uh, anh xui chị xui thì đã mãn lâu rồi còn có mấy chị đó, thì có hỏi mấy chị thì cũng làm vòng vòng nữa đó rồi điện hỏi coi nó có tới đó hay không dạ. cũng điện dữ lắm mà nói không ai biết hết trơn á rồi nó cũng trận máy nay chín mười ngày nay chứ nó không có điện tiếng nào với với tôi hết trơn cô còn hy vọng vào cái cuộc tình cảm vợ chồng của con gái mình và con rể không cô theo như bản thân cô cảm nhận bởi vì cô là người sống chung nhà cô sẽ biết được cô còn hy vọng không ạ cũng hy vọng dữ lắm hy vọng cho con mình nó trở về với mình người mẹ nào người cha nào cũng đều mong muốn cho con cái mình được những cái mong điều mong tốt đẹp nó điều rất đẹp nó hạnh phúc chứ dạ. đâu có mà để cho nó mà đứa đầu này đứa đầu kia được bây giờ nếu mà con rể cũng như con gái mà thật sự mà dẫn tới cái tình trạng mà phải ly dị đường ai nấy đi thì đó là cái điều đáng tiếc và thương nhất là chóng ngoại đúng không ạ ừ ông bà là con hiểu được ông bà là thứ nhất là cháu ngoại bởi vì cháu ngoại thật sự mà thiếu thốn tình cảm của cha mẹ khi tuổi đời còn rất nhỏ thì đó là cái điều rất đáng tiếc khổ lắm em gái này bình tĩnh lại này nếu thật sự mà tới giờ phút này mà chồng em ẩm con về mà nói là bây giờ vợ chồng hết duyên nợ rồi thì em tính sao đây em chuẩn bị tâm lý chưa đó là anh 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 dạ, hỏi em thật em chuẩn bị tâm lý rồi tại vì chồng em cũng kêu em đi ra đi hôn đông hương anh trời đất ơi kêu lâu chưa dạ mới này em mới điện được là chồng em điện, kêu gì điện hôm nào dạ hai ngày rồi rồi ông cắt liên lạc cũng hai ngày luôn mấy được. bữa đầu ông đi là ông chặn em nhưng mà ông mở ra ông nói là đợi ông 5 năm 10 năm mười năm Đợi 5 năm, 10 năm hả? Dạ, rồi em nói là Sao anh về làm vậy rồi con không có mẹ Đi học vừa bạn bè cười Quá đau lòng Bởi vì tình nghĩa vợ chồng mình đã từng Lên phường Để mình đăng ký từ giấy kết hôn Đúng không ạ? Và dạ. mình cũng đã hai vợ chồng đứng trước tổ tiên Để mình, mình vái Đúng chưa em? Dạ. Và mình ra mắt người lớn Hai bên cũng đã nói chuyện rồi thì nếu mà tới giờ phút này vợ chồng nếu hết duyên hết nợ dạ, mà thật em, sự... Em chỉ muốn là nếu mà ông không còn thương ừ. em thì về giải quyết chuyện gia đình Đó. đi rồi. Con cái thì ra tòa xử lý chứ đừng có làm vậy em nhớ con. Nếu mà... Ô, ông làm vậy ông không cho em liên lạc gì với con em hết. Chồng em không có quyền như vậy. Con là con chung, chồng em không có quyền ngăn cách tình mẫu tử. Nên mà dù cho chồng em bất kỳ ở nơi nào thì cũng phải quay trở về để giải quyết cho xong yeah. nếu vợ chồng đã hết duyên hết nợ và không có tiếng nói chung hôn nhân không được hạnh phúc thì đường đường chính chính mình giải quyết một lần cho xong rồi đường ai nấy đi nhưng mà bản thân anh thì rất mong muốn rằng vợ chồng em bởi vì cả em và chồng của em còn quá trẻ nên hãy suy nghĩ lại hãy bỏ qua đi đừng yeah. vì một cái, cái phút giận hờn hoặc vì một cái điều gì đó ích kỷ nhỏ nhoi của bản thân mà để rồi mà vợ chồng tan vỡ. Trước kia mình yêu nhau thật sự thì rất là thắm thiết và yêu nhau là một việc và đến được với nhau cưới, nhau thành vợ thành chồng là cả một vấn đề. Mà chẳng lẽ bây giờ vì một cái chuyện gì đó nó 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 như thế mà mình đành chấp nhận mà vợ chồng đường ai nấy đi thì thật sự đó là cái điều đáng buồn em ạ. Thôi thì em cũng phải cố gắng thôi. Anh thì anh cũng thật sự không biết nói gì đây để cho em động viên em nữa. Nhưng mà anh mong rằng là vợ chồng em là nếu còn thương nhau, còn suy nghĩ cho nhau và còn nghĩ đến con thì mong vợ chồng em hạnh phúc với nhau. Còn cái trường hợp xấu nhất xảy ra là hết thương nhau, hết duyên, hết nợ thì cũng phải chấp nhận em gái nhé. Yeah. Ừ, nhưng mà anh mong sao là con em thì à, sớm quay trở về bên em. Chồng em không có quyền ngăn cách tình mẫu tử. Dù gì thì cũng phải chồng em cũng phải sớm quay trở về để mà giải quyết gia đình thôi nha để em được thăm con còn con cái ở với ai ở với cha hay với mẹ là đó là việc của tòa án tòa án sẽ là người quyết định chứ chồng em không thể quyết định được đúng không Dự. thật sự rất buồn mà vợ chồng mà đi đến cái chuyện mà tức nước vỡ bờ thì đó là cái điều thật sự đáng tiếc cô còn điều nào cô chia sẻ không cô cô cũng chia sẻ là như mong sao cho dễ cho cô trở về bản thân cô là chắc chắn là không mong muốn là hai vợ chồng của của bé này là phải tan vỡ rồi không? đúng rồi cô không bao giờ mong muốn cái điều đó bởi vì tất cả các bậc làm cha, là... vợ chồng nó hạnh phúc thôi. Dạ con hiểu mà bậc làm cha làm mẹ nào cũng vậy á mà em gái này còn quá trẻ mình lấy chồng sớm quá 18 tuổi mình lấy rồi yêu thì yêu say đắm mà bây giờ cái chuyện thật sự không ai muốn thôi thì cố gắng hy vọng là em trai xem được video này. À, em đang ẩm con ở phương trời nào đó thì em phải sớm quay trở về anh mong rằng là em sớm quay trở về để đoàn tụ với vợ vợ chồng có cái chuyện gì đó thì thôi mình chính bỏ là mười mình vì con đi còn nếu mà cảm thấy mà mình sống không hạnh phúc được nữa thì em cũng cứ phải ẩm con về để vợ chồng à, rồi có thể là ra tòa để mà ly dị giải quyết một lần cho xong rồi đường ai nấy đi nhà em trai nhá Dạ thưa cô chú anh chị thì à, thật sự đây là một câu chuyện rất buồn và rất đau lòng à, về cái chuyện tình cảm vợ chồng hôn nhân gia đình, à, cái chuyện mà vợ chồng mà tan vỡ thì cái điều đó không ai mong muốn hết. Nhưng có thể là trong cái thời gian mà à, sinh sống vợ chồng với nhau có thể là bất đồng quan điểm cũng như là xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, dẫn tới cái tình trạng là không có tiếng nói chung cũng như là không thể để sống tiếp được nữa. Thì rất mong rằng à, cô chú anh chị xem video này hãy chia sẻ lan tỏa để hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hình sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được cái thông tin của em trai này đang ẩm con ở đâu đó để khuyên em trai sớm quay trở về để đoàn tụ cùng với lại vợ và đặc biệt rằng là mang con về để cho vợ được nhìn thấy con cũng như là chăm con nếu cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình và đặc biệt một đứa trẻ 4 tuổi đang ở đâu đó thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913 78 58 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải khuyên em trai sớm quay trở về gặp vợ cũng như là giải giải quyết chuyện gia đình một cách rõ ràng và em đẹp thì hôm nay là cô về đây cùng với con gái nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim đăng hình lên khắp các trang mạng xã hội cô thì tìm con rể và cháu ngoại còn em gái là tìm chồng cũng như là con gái thì cô và con gái của cô có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con rể cũng như cháu ngoại mình không cô đồng ý không ạ rồi em gái đồng ý không anh thì anh không biết nói gì hơn thì anh mong rằng em cái giai đoạn này em hãy hết sức bình tĩnh nhá cố gắng lên em nhá một cô gái trẻ mà thật sự tới giờ phút này gặp cái chuyện này thì thật sự rất đau lòng em ạ cố gắng lên bình tĩnh lên anh hy vọng rằng là một ngày gần nhất chồng em sẽ suy nghĩ lại và sớm quay trở về dẫn uh, mang con em về nhá cố gắng lên nhé em nhá dạ thì uh, con cũng xin phép chào cô rồi anh trai em gái em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo